2 3 năm nữa thôi, khi mà huyện Vạn Ninh và khu kinh tế Vân Phong phát triển thêm hơn nữa thì giá đất nó sẽ tăng lên và lợi nhuận x2 x3 là chuyện hoàn toàn bình thường. Vậy thì ngày hôm nay Vân review tới quý vị một trong những chiến lược để lựa chọn bất động sản mặt đường chính trong khu kinh tế và ở mặt đường trung tâm. Về tiêu chí về mặt tiền, về chiều mặt tiền là 11m, chiều sâu 45m, tổng diện tích là hơn 500m. Đi ra gần biển, ngay mặt sau là có đường sắt và gần tất cả trung tâm hành chính kinh tế của cả khu huyện Vạn Ninh, chỉ có 1km xung quanh trở lại thôi. Thì đây là những cái tiêu chí để giúp cho quý vị lựa chọn cho mình những cái vị trí bất động sản trục chính nhé.